Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chơi game Talking Tom Golan. Mình sẽ phải đổi nhân vật khác nha. Đấy, con đây, Unicorn Angela. Vậy, chúng ta bắt đầu. Chạy rồi. Mình vẫn đuổi cái tên trộm vàng này. Thu thập vàng. Ô, ăn được một cái hai gì ấy. Có cái tí nữa đến cái map kia có gặp được nó ở trong cái khu như hang động của nó không? À, nó vẫn dừng chân ở đây. Chạy bị rơi về vãi vàng. À, nó lên xe nó xong rồi bắt đầu nó thả mấy cái chướng ngại vật để ngăn cản mình. Sao không ho được? Vẫn nghèo được, vẫn nghèo được. Chuẩn bị mất một thanh máu kia là nó chuyển lên máy bay nhá. Đó, thành trên máy bay. Mình cũng không máy bay phải lên chiến đấu với nó tiếp. Trên không thì nó ném mấy cái đồ nhanh á. Cái này hình tòi. Cái đầu ôi sử dụng một cái này để tiếp tục game ấy, free mà, miễn phí mà, cứ sử dụng thôi. Okay. Đó, nó thả dù xuống lại chạy tiếp. Con này láo thật. Đây, xuống đây qua map nào ấy. Chúng ta sẽ sang map tuyết nha. Tuyết. Lâu lâu có những quả cầu tuyết khổng lồ. To luôn. Ok, mình lại trở về map thành phố rồi. Ở đây có một cái tàu của mình kìa. Đó, mình có cái 500 hút vàng rồi. Nên là cứ để nó đi thẳng ra này. Đó, nó sẽ tự hút vàng về phía mình. Khi nào hết thì thôi. Đó, thế là mình lại phải di chuyển sang trái sang phải. Mến nó lại tồi. Ok, sang chỗ trượt ván nha. Sang mát trượt ván này. Đó, có một cái ván trượt. Sẽ biểu diễn nghệ thuật cho các bạn xem. Đó, vừa ăn được cái mũ rồi. Nó lộn vòng tròn luôn.
kia nó có biển cấm trượt ván nhỉ. À đấy kìa. À vẫn ở trong map đấy tiếp à, chưa ra khỏi map trượt ván. Trên nằm chầm đây là có cái tàu của mình tiếp lại bay lên ăn vàng ngắm nhìn thành phố từ trên cao. Không thấy con đấy đâu nhỉ, ăn giò đó. Bay một lúc lâu lại thấy hình của nó mập mờ ở phía dưới. Sang map này tiếp đi. Nó lộn mấy vòng luôn. Chưa thấy nó nhỉ. Ui dồi. Oh, sử dụng cái 10 cái quả pháo à để tiếp tục chạy nha. Không nhầm vào cái map ấy nữa, vào cái map đánh chán mà vào 2-3 lần chạy vào thành phố này đâu. À nó thấy mình, thấy mình trên cao nó lại chạy tiếp. Thank you.
mũ bảo hiểm này tông hỏng cái xe của nó luôn. Ok, kết thúc video tại đây nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.